Thưa quý vị, chỉ cách trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng chừng 7 km, xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch nổi tiếng với những vườn ổi rất là thơm ngon. Và sau những chuyến tham quan các hang động, khách du lịch có thể ghé lại Hương Trạch để thưởng thức hương vị của những trái ổi được hái ngay tại vườn nhà. Chào chị, chị đang thu hoạch ổi vậy hả? Chị đang hái ổi để khách đang đợi mua ngoài đường. Gia đình mình trồng khoảng được mấy gốc ổi ạ? Trong vườn chị trồng được 8 chục gốc. Vậy thì một ngày chị thu hoạch khoảng được bao nhiêu kg ổi ạ? Thu hoạch thì tùy theo, có ngày khách đi du lịch quá mà đông thì có ngày thì có được 6-7 yến, có ngày thì được 2-3 yến. Chắc là khách du lịch ghé mua ổi rất là nhiều đúng không chị? Vậy thì chị có cái kỷ niệm nào đối với những khách du lịch khi đến đây không? Có người là khách là họ đến mua là họ thường thường là lấy chia chi để em hái cho em thích quá là họ leo lên cây là họ tự hái luôn, họ không cho mình hái nữa. Vậy thì bây giờ em cũng muốn được trải nghiệm là hái trực tiếp quả ổi trên cây và được thưởng thức ngay, thì chị có thể cho em được trải nghiệm không? Rồi chắc chị. Khi mà người khách du lịch đến tham quan hang động và ghé vào vườn nhà mình để mua ổi thì họ có cái cảm nhận gì về cái vị của những trái ổi ở khu vực của vườn nhà mình trong không? Vườn chỉ là trong được 4 năm rồi. Khi khách ăn ổi thì họ cảm nhận là ổi giòn, ngọt, ổi sạch. Em cũng được thưởng thức rất là nhiều lần những trái ổi ở đây. Vậy thì chị có thể lý giải là vì sao mà ở đây lại trong ổi ngon đến như vậy? Mặc dù là cái thời tiết ở đây là nắng cũng khắc nghiệt và mưa cũng nhiều, nhưng mà cái cây ổi này hợp với cái đất đồi nên nhiều người dân ở đây là tập trung họ đầu tư trong nhiều ổi. Vâng, xin được cảm ơn chị đã giúp cho em trải nghiệm hái được những trái ổi rất là thơm ngon này. Cảm ơn Ngọc Hà đã đến thăm vườn ổi của chị. Vâng, thưa quý vị, một buổi sáng được cùng người dân đi hái ổi và thưởng thức những trái ổi rất là thơm ngon, Ngọc Hà cảm thấy rất là thú vị. Và nếu như các bạn có dịp đi ngang qua đây thì hãy ghé thăm vùng đất này để được trải nghiệm như Ngọc Hà.